Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về lá số tử vi của những người tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 nữ mạng trong 6 tháng cuối năm 2024 năm Giáp Thìn. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi để nắm được cái vận thế của mình quý vị nhé. Thì quý vị đã biết ấy, cái năm 2024 là một cái năm khá là khó khăn vất vả đối với những người tuổi Đinh Mão. Hầu hết những người tuổi Đinh Mão trong cái thời gian này đều gặp những cái trắc trở và gặp những cái trở ngại nhất định, đặc biệt là với nữ mạng. Trong suốt khoảng thời gian đầu năm thì những cái biến động của cái vận thế nó mang lại, nó khiến cho những người tuổi Đinh Mão sẽ khó mà có thể có những cái đột phá mới. Tuy nhiên, trong 3 tháng đầu năm thì dường như mọi thứ nó cũng sẽ thuận lợi hơn một chút, nhưng mà về 3 tháng sau đó thì nó cũng sẽ gặp không ít những cái trở lực. Và đây là một cái thời điểm mà khiến cho những người tuổi Đinh Mão nữ mạng cũng cần phải cố gắng hơn, nỗ lực hơn nữa nếu như mà muốn đạt được cái thành công mỹ mãn. Và trong cái 6 tháng cuối năm ấy, thì cũng là một cái thời điểm mà mang lại nhiều cái cơ hội để cho những người tuổi Đinh Mão 1987 nữ mạng có cái sự bứt phá nhất định trong công việc cũng như là trong sự nghiệp của mình. Vậy nên là quý vị đừng có mà lo lắng, đừng có một hoài nghi về bản thân. Hãy nỗ lực, hãy cố gắng nhiều hơn nữa để có được những cái thành quả nhất định đến với mình trong cái thời gian cuối năm 2024, năm Giáp Thìn quý vị nhé. Thưa quý vị, thì chúng ta đều biết những người tuổi Đinh Mão ấy, thì là những người có thiên can là Đinh và địa chi là Mão. Người này có lá số là âm nữ và có ngũ hành nạp âm là Lư, Trung, Hỏa. Đó. Trong năm 2024 nó Giáp Thìn, chúng ta có Đinh mà gặp Giáp thì nó là chính ấn. Được cái chính ấn nó soi đường chỉ lối, nó cũng giúp cho những người tuổi Đinh Mão củng cố lại cái địa vị, củng cố lại cái tiếng nói, củng cố lại cái công việc của mình. Đấy. Được chính ấn nó soi đường chỉ lối nên là quý vị cũng sẽ đưa ra được những quyết định nhanh hơn và chính xác hơn trong công việc cũng như là trong cuộc sống, được mọi người nể phục cũng như là gì dẫn dắt mọi người đi đến cái thành công rực rỡ hơn. Thêm vào đó, trong tháng lại có cục diện là gì, chúng ta có Mão gặp Thìn, nó là cục diện lục hại. Nói chung ấy, cái cục diện lục hại với Thái Tuế này thì nó cũng khiến cho công việc của những người tuổi Đinh Mão gặp nhiều khó khăn, gặp nhiều trắc trở hơn. Tuy là có quý nhân đấy, nhưng mà cái vận tiểu nhân nó cũng khá là vượng. Để đạt được cái thành công thì cũng đòi hỏi những người tuổi Đinh Mão phải nỗ lực gần như là gấp đôi, gấp rưỡi những người khác thì mới có được cái thành quả rực rỡ. Và trong thời gian này gặp cái cục diện là lục hại với Thái Tuế, vậy nên những người tuổi Đinh Mão 1987 nữ mạng quý vị luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, nghênh đón cái vị thần sát lớn nhất trong năm, giúp quý vị có một năm bình yên, may mắn, tài lộc dồi dào. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái kim bài Thái Tuế mang lại cái may mắn, tài lộc trọn đời cho những người tuổi Đinh Mão 1987 nữ mạng quý vị nhé. Thưa quý vị, thì ngoài ra trong cái năm 2024 nó Giáp Thìn ấy, chúng ta có địa chi Thìn này, nó sẽ ẩn tàng 3 thiên can là Mậu, Quý và Ất. Thì chúng ta có Đinh gặp Mậu, nó là thương quan, Đinh gặp Quý, nó là thất sát, và Đinh gặp Ất thì nó là thiên ấn. Đó. Trong thời gian này thì nói chung là vẫn còn những cái hung tinh như là thương quan và thất sát. Nó báo hiệu là những người tuổi Đinh Mão cần phải cẩn thận, đặc biệt là những người làm quan chức, những người làm lãnh đạo ấy, thì phải hết sức lưu ý đến cái vận thế của mình. Còn những người tuổi Đinh Mão nữ mạng mà có ý định là tăng lương, tăng thưởng hay là thăng quan tiến chức ấy, thì quý vị cũng cần phải hết sức thận trọng, kẻo lại bị kẻ xấu lợi dụng hoặc là gì lừa gạt mà dẫn đến chuyện là mất chức, mất quyền hay là gì bị đuổi việc giữa chừng. Tuy nhiên ấy, thì trong cái thiên can ẩn tàng nó vẫn ẩn chứa cái cát tinh là cái thiên ấn, thì quý vị cũng sẽ dễ hoàn thành được cái mục tiêu, cái dự định của mình trong thời gian này do có thiên ấn nó tương trợ giúp đỡ. Đó. Bên cạnh đó, trong năm thì những người tuổi Đinh Mão là 38 tuổi gặp sao hạn là cái sao Văn Hớn và cái hạn năm là cái hạn Ngũ Mộ, đúng không ạ? Thì Văn Hớn nó là một cái trung tinh, tức là nó cũng không quá tốt cũng không quá xấu. Khi mà gặp cái sao Văn Hớn nó chiếu mệnh thì những người tuổi Đinh Mão nữ mạng trong thời gian này thì cái tài lộc, cái chuyện làm ăn kinh doanh buôn bán nó cũng chỉ ở mức độ bình bình và khó có cái sự đột phá. Thì ngoài ra, gia chủ cũng dễ vướng vào cái chuyện là khẩu thiệt thị phi, và cái sức khỏe trong cái năm ấy cũng dễ bị đao xuống, bị giảm sút. Quý vị sẽ dễ vướng vào cái chuyện bật bệnh tật đấy, và trong thời gian này quý vị cũng dễ gặp vào cái chuyện tai nạn hình thương cũng như là chuyện kiện cáo. Và cái sao Vân Hớn nó xấu nhất vào hai cái tháng, đó là cái tháng 2 và cái tháng 8 âm lịch. Vì vậy mà quý vị cũng cần phải lưu ý trong thời gian này nhé, đề phòng những cái vận hạn đang đến với mình. Bên cạnh đó, cái tuổi Đinh Mão nữ mạng 38 tuổi thì gặp cái hạn nữa là cái hạn Ngũ Mộ, đúng không ạ? Các cụ nói là gì? Ngũ Mộ hạn xấu tồn tại, cả năm đau ốm lao đao chẳng lành, khuyên ai khấn nguyện hết lòng, đầu năm cúng bái thoát vòng tai ương. Đó. Cái hạn Ngũ Mộ nó là một cái hung tinh, nó gây ra những cái khó khăn, những cái trắc trở, sức khỏe thì bị giảm sút, đúng không ạ? Và cái tài lộc thì cũng từ đó mà bị hao hụt theo. Khi mà cái hạn này nó chủ yếu nó báo hiệu là tài lộc thì dễ bị thất thoát. Vì vậy những người tuổi Đinh Mão ấy, nữ mạng ấy, làm gì cũng cần phải hết sức thận trọng. Đấy, trong thời gian này thì công việc nó gặp nhiều cái sự trắc trở, đòi hỏi những người tuổi Đinh Mão nữ mạng cũng cần phải cố gắng hơn, nỗ lực hơn rất nhiều trong cuộc sống thì mới mong có được cái sự ổn định và có được cái sự tăng trưởng bền vững. Vì thế, để hóa giải cái sao Vân Hớn và cái hạn Ngũ Mộ cũng như là cái cục diện lục hại với Thái Tuế thì những người tuổi Đinh Mão 1987 nữ mạng, quý vị luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vật phẩm phong thủy tên là Vạn Phúc Tri Nhân. Cái Vạn Phúc Tri Nhân nó là một cái pháp khí phong thủy của nhà Phật, đúng không ạ? Phía trước nó có hình chữ vạn, phía sau là chữ phúc, và phía dưới nó là một cái viên đá ruby. Đá ruby là một loại đá quý trong phong thủy, được sử dụng làm cái trang sức phong thủy cao cấp. Khi mang theo bên mình, nó sẽ giúp quý vị tăng cường cái dương khí, hóa giải cái âm khí, cái tà khí và mang lại cái may mắn tài lộc cho gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái Vạn Phúc Tri Nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời. Vật phẩm vẫn được các thầy khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng, quý vị nhé. Thưa quý vị, đó là phần tổng quan vận hạn của những người tuổi Đinh Mão 1987 nữ mạng trong cái năm 2024 năm Giáp Thìn. Thì dựa vào cái vận hạn đó, chúng ta sẽ đưa ra những cái luận đoán chính xác hơn về vận thế của những người tuổi Đinh Mão trong 6 tháng cuối năm, đúng không ạ? Nếu như mà từ đầu năm đến giờ mà quý vị gặp rất nhiều cái chuyện trắc trở, gặp rất nhiều cái khó khăn và gặp rất nhiều cái vận hạn, thì đây là cái thời điểm để cho những người tuổi Đinh Mão có thể có được những cái bứt phá và những cái nỗ lực, những cái cố gắng của quý vị trong thời gian đầu năm ấy, cũng là những cái bước đệm để cho cái cuối năm nó thu được những kết quả thuận lợi như ý. Đầu tiên chúng ta cùng xét về cái tháng 7 âm lịch, nó là tháng Nhâm Thân. Đó. Thì trong cái tháng 7 âm lịch, tháng Nhâm Thân chúng ta có cục diện làm Đinh mà gặp Nhâm, nó là chính quan. Đấy, nhờ có chính quan nó xuất hiện trong cái tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn, mà nó cũng báo hiệu đây là một cái tháng mà những người tuổi Đinh Mão sẽ gặp nhiều cái may mắn. Công việc của những người tuổi Đinh Mão thì sẽ được thuận lợi và không có cái gì phải lo lắng cả. Mặc dù là tháng cô hồn nhưng mà gia chủ cũng tìm được nhiều cơ hội thuận lợi ngay trên cái bước đầu hành trình của mình, lại được cái quý nhân dẫn dắt đi đúng đường đúng hướng, nên là quý vị cũng sẽ vượt qua được những cái thử thách trước mắt mà không tốn quá nhiều công sức. Đấy. Bên cạnh đó thì trong cái địa chi thân này nó ẩn tàng ba thiên can là Canh, Nhâm và Mậu. Đúng không? Chúng ta có Đinh gặp Canh thì nó là chính tài, Đinh gặp Nhâm là chính quan và Đinh gặp Mậu thì nó là thương quan. Đó. Thì chúng ta thấy cái chính tài nó xuất hiện trong cái thiên can ẩn tàng, nó cũng báo hiệu cái vận trình tài lộc của những người tuổi Đinh Mão trong cái tháng 7 âm lịch này thì nó sẽ được vượng phát do cái chính tài nó ẩn tàng trong thiên can. Nhất là những người làm ăn kinh doanh thì lại càng gặp nhiều lộc lá hơn, tiền bạc, tài lộc nó vào như nước. Hứa hẹn một tháng có nhiều cái niềm vui, bất ngờ đến với những người tuổi Đinh Mão nữ mạng. Dù làm gì trong thời gian này thì những người tuổi Đinh Mão cũng dễ giành được những cái phần lợi nhuận về mình. Nhất là các công việc chính ấy, quý vị nên tập trung nhé, tập trung vào công việc chính. Nói chung ấy, bên cạnh đó thì chúng ta lại có gì Đinh mà gặp Nhâm thì nó lại là chính quan. Đấy, lại được cái chính quan nó tương trợ nữa. Đâm ra là thời gian này những người tuổi Đinh Mão nữ mạng sẽ có một cái năng lượng tích cực, có một năng lượng tích cực khi làm, và chính cái năng lượng tích cực ấy cũng sẽ truyền cái cảm hứng cho đội nhóm, truyền cảm hứng cho đồng đội, nó khiến cho công việc được hanh thông thuận lợi hơn, mọi người làm việc với nhau ăn ý hơn, vui vẻ hơn. Tuy nhiên ấy, trong tháng thì nó vẫn còn cái thương quan, đấy, cái thương quan đâm vận. Nói chung ấy, khi mà quý vị gặp được những cái thuận lợi trong công việc, trong cuộc sống thì đâu đó vẫn xuất hiện cái kẻ ghen ghét đố kỵ. Vậy nên trong thời gian này những người tuổi Đinh Mão cũng cần phải giữ gìn trong cái chuyện lời ăn tiếng nói và hành xử một cách thận trọng, kẻo lại đắc tội với tiểu nhân. Đặc biệt những người làm quan vận, những người làm lãnh đạo, những người làm quản lý ấy, thì lại càng phải cẩn thận hơn nhé, vì rất dễ bị mất chức mất quyền trong thời gian này. Tuy nhiên trong tháng lại có cái lưu niên trường sinh hỗ trợ, nó cũng mang lại những cái may mắn nhất định đối với những người tuổi Đinh Mão 1987 nữ mạng. Vì vậy mà quý vị sẽ có thể là gì dễ dàng đạt được cái thành công hơn đó. Vậy nên là gì, trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, và được quý nhân tương trợ giúp đỡ, thì những người tuổi Đinh Mão 1987 nữ mạng, quý vị hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Đinh Mão 1987 nữ mạng quý vị nhé. Tiếp theo chúng ta xét đến tháng 8 lịch, nó là tháng Quý Dậu. Thì trong cái tháng 8 lịch tháng Quý Dậu ấy thì chúng ta có Mão Dậu là tương xung đó. Nói chung ấy, cái cục diện tương xung với nguyệt lệnh nó cũng báo hiệu là trong cái tháng 8 âm lịch năm 2024 này thì những người tuổi Đinh Mão 1987 nữ mạng cũng sẽ gặp không ít cái khó khăn. Công việc thì bị trục trặc và cái áp lực trong thời gian này nó cũng gia tăng. Bên cạnh đó, nó không chỉ ảnh hưởng đến công việc mà cái sức khỏe của quý vị cũng dễ bị giảm sút và hao tổn. Đấy, đặc biệt là những người tuổi Đinh Mão ấy, trong thời gian này cũng sẽ khá là vất vả, hầu hết là không có thời gian nghỉ ngơi. Vậy nên quý vị cũng cần phải cân bằng giữa công việc và cuộc sống để đảm bảo giữ gìn sức khỏe cho mình, tránh bị những sai sót đó. Thêm nữa, chúng ta có Đinh mà gặp Quý thì nó là thất sát đúng không ạ? Cái thất sát nó xuất hiện nó cũng báo hiệu cho thấy là những người tuổi Đinh Mão ấy dễ bị tiểu nhân quấy phá, khó khăn lắm mới có thể hoàn thành được công việc, nhưng mà đến giữa chừng hoặc là đến cuối ấy, thì cũng sẽ dễ bị tiểu nhân hãm hại quấy phá giữa chừng. Kẻ tiểu nhân sẽ tung ra những cái tin đồn đấy, nó gây ra thất thiệt, gây ra những sự nghi hoặc hoặc là hãm hại quý vị trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Cái áp lực công việc thì ngày càng lớn mà bản mệnh thì đôi khi lại dễ bị chán nản bỏ cuộc. Tuy nhiên quý vị hãy cứ yên tâm nhé, trong tháng thì vẫn còn những cái cơ hội. Chúng ta thấy là địa chi Dậu nó ẩn tàng cái thiên can là Tân đúng không ạ? Chúng ta có Đinh gặp Tân thì nó là cái vận thiên tài đúng không ạ? Cái thiên tài nó cũng mở ra nhiều cái cơ hội cho những người tuổi Đinh Mão. Nói chung ấy, chỉ cần quý vị cố gắng nỗ lực thì không thiếu cái cơ hội để mà kiếm tiền. Tuy nhiên có nắm bắt được hay không lại là cái quyết định của những người tuổi Đinh Mão. Trong thời gian này công việc nó có nhiều cái điểm bất thuận, nhưng mà may mắn là có thiên tài nó hỗ trợ nên là cái vận trình tài lộc của quý vị cũng không đến nỗi nào. Chẳng những thu nhập chính gia tăng mà cái thu nhập phụ nó cũng không kém phần dồi dào. Nói chung ấy, quý vị nên tận dụng cái cơ hội này để mà gia tăng thêm cái may mắn cho mình. Bên cạnh đó, trong tháng lại được lưu niên mộc dục nó hỗ trợ, nó cũng báo hiệu là cái vận trình tình cảm thì được thuận lợi như ý và gia đạo thì an yên hạnh phúc. Lại thêm cái lưu niên tấu thư nó cũng báo về nhiều cái tin tức tốt lành, nhiều tin vui. Vậy nên để hóa giải những cái xung sát và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, những người tuổi Đinh Mão 1987 nữ mạng, quý vị hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ vận hộ thân quý vị nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đến tháng 9 âm lịch, nó là tháng Giáp Tuất. Thì trong cái tháng 9 âm lịch tháng Giáp Tuất chúng ta có Mão Tuất, nó là cục diện nhị hợp. Nói chung ấy, cái thời gian này được cục diện nhị hợp nó tương trợ, vậy nên là nó cũng mở ra nhiều cái cơ hội. Công việc thì được suôn sẻ, hanh thông, trôi chảy. Nó sẽ tháo gỡ được hầu hết các vấn đề khó khăn khiến cho các bạn phải đau đầu từ trước đó. Bên cạnh đó, con đường tài lộc cũng vì thế mà hanh thông thuận lợi hơn. Đấy. Thêm nữa, chúng ta có Đinh mà gặp Giáp thì nó là chính ấn. Lại thêm cái ông chính ấn, ông ấy hỗ trợ nữa. Vậy nên những người tuổi Đinh Mão có cơ hội được thăng quan tiến chức. Công việc càng ngày càng thêm thuận lợi và được suôn sẻ hơn. Những cái thành công mà những người tuổi Đinh Mão đạt được trong cái khoảng thời gian này thì cũng khẳng định được cái năng lực và cái địa vị của những người tuổi Đinh Mão. Đấy, nó cũng sẽ giúp cho quý vị đạt được cái thành quả nhất định trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Bên cạnh đó thì trong cái tháng 9 nó là tháng Giáp Tuất, nó ẩn tàng cái thiên can là Mậu, Đinh và Tân. Thì chúng ta có Đinh gặp Mậu nó là thương quan đúng không ạ? Đinh gặp Mậu là thương quan. Đinh gặp Đinh nó là tỷ kiên và Đinh gặp Tân thì nó là thiên tài. Như vậy ở trong cái thiên can ẩn tàng nó vẫn ẩn chứa một vài cái hung tinh ấy. Khi mà quý vị đạt được cái sự thành công nhất định thì lại xuất hiện đâu đó những kẻ ghen ghét đố kỵ. Thì cái thương quan nó xuất hiện trong thời gian này nó cũng báo hiệu những người tuổi Đinh Mão gặp một cái tháng mà nhiều cái biến động, cái trắc trở. Công việc thì nó khó có được sự thuận lợi. Đấy, thậm chí là dễ bị kẻ tiểu nhân hãm hại, gây ra chuyện là mất chức, mất quyền hay là gì. Công việc, cái địa vị cũng dễ bị ảnh hưởng. Đó. Bên cạnh đó thì có đinh gặp đinh là tỷ kiên. Thì cái tỷ kiên nó cũng sẽ báo hiệu là quý vị trong thời gian này cũng phải cẩn thận với mọi người xung quanh. Không phải ai cũng đủ cái niềm tin để cho chúng ta tâm sự hay là giải bày hay là gì, chia sẻ những cái nỗi niềm của mình. Đôi khi những kẻ xấu lại lấy đó làm cái cơ hội, lấy đó làm cái món quà để đi giao lưu và để hạ bệ các bạn trong thời gian tới. Vì vậy mà làm gì thì làm, quý vị cũng cần phải hết sức thận trọng nhé. Tuy nhiên thì trong thời gian này chúng ta có đinh mà gặp tân ấy, thì nó lại là vận thiên tài đó. Như vậy là cái thiên tài nó vẫn xuất hiện, cái cơ hội kiếm tiền, cơ hội làm giàu của những người tuổi Đinh Mão, nữ mạng vẫn sẽ đến trong thời gian này. Chỉ là quý vị có biết nắm bắt lấy hay không mà thôi. Bên cạnh đó trong tháng lại có lưu niên quan đới, nó cũng báo hiệu là cái vận trình, con đường quan vận, con đường sự nghiệp cũng sẽ được hanh thông hơn, thuận lợi hơn. Thêm nữa lại thêm cái lưu niên tướng quân. Đấy, tướng quân nó cũng sẽ giúp quý vị quyết đoán hơn trong công việc và thể hiện được cái khả năng lãnh đạo, thể hiện được cái khả năng cầm quyền. Vì vậy mà cái công việc nó cũng sẽ tiến triển thuận lợi và quý vị cũng sẽ được cấp trên cũng như là người dưới nể phục với cái tài năng lãnh đạo và dẫn dắt đội nhóm đi đến thành công của mình. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì quý vị luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi, mão, mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Đinh Mão 1987 nữ mạng quý vị nhé. Tiếp theo chúng ta xem tháng 10 âm lịch, tháng Ất Hợi. Nói chung ấy, càng về cuối năm thì cái may mắn nó lại gì càng lớn đối với những người tuổi Đinh Mão. Khi mà chúng ta có cục diện Mão gặp Hợi, nó là cục diện tam hợp đó, được cục diện tam hợp quý nhân nó tương trợ giúp đỡ. Vậy nên trong cái tháng 10 âm lịch này thì con đường công danh sự nghiệp của những người tuổi Đinh Mão có được cái bứt phá nhất định do có cục diện tam hợp nó hỗ trợ. Nhìn chung ấy, thì sự nghiệp sẽ hanh thông hơn, mọi việc tiến triển trong tầm kiểm soát của những người tuổi Đinh Mão. Bên cạnh đó, cái cục diện tam hợp nó còn tác động tăng cường cái vận nhân duyên, mang đến nhiều cái mối quan hệ xã giao hảo hữu, giúp cho những người tuổi Đinh Mão nữ mạng nói chung là có thể gặp gỡ được quý nhân và tìm kiếm được nhiều cái hợp đồng, ký kết được nhiều cái hợp đồng có lợi nhuận lớn. Và thời gian này thì cái vận trình tiền bạc tài lộc nó cũng sẽ được lương cao. Thêm nữa, chúng ta có đinh mà gặp ất thì nó là gì? Nó là thiên ấn. Lại thêm cái thiên ấn nó hỗ trợ, nó cũng báo hiệu là cái vận trình của cái tháng 10 này với những người tuổi Đinh Mão ấy, thì cũng có nhiều cái chuyển biến theo cái chiều hướng tích cực. Đây cũng chính là cái thời điểm thích hợp để cho quý vị khẳng định được cái năng lực của bản thân, để khởi nghiệp hay là ký kết được nhiều cái hợp đồng lớn. Những người làm công ăn lương thì cũng vất vả hơn một chút, nhưng mà bù lại sẽ thu được một cái khoản lợi nhuận cực lớn trong thời gian này. Đấy. Những cái dự định, những cái mưu sự của các bạn thì cũng dễ trở thành hiện thực. Bên cạnh đó, trong cái tháng Ất Hợi này, địa chi Hợi nó ẩn tàng hai thiên can Nhâm và Giáp, đúng không ạ? Chúng ta có đinh gặp Nhâm thì nó là chính quan, mà đinh gặp Giáp thì nó là chính ấn. Như vậy là gì? Trong thời gian này vẫn còn những cái cát tinh nó chiếu mệnh. Cái chính quan và cái chính ấn nó xuất hiện trong thời gian này, nó cũng báo hiệu những người tuổi Đinh Mão có thể được quý nhân nâng đỡ, khiến cho quá trình công việc nó được suôn sẻ hơn, thuận lợi hơn và cái hiệu suất nó cũng được nâng cao đáng kể. Bên cạnh đó, các mối quan hệ xã giao thì cũng hảo hữu, khiến các bạn luôn có được những cái sự san sẻ, hỗ trợ kịp thời, tạo ra cái chất lượng sản phẩm cao hơn trước rất nhiều. Thì đây cũng là cái thời điểm lý tưởng để cho các bạn đẩy mạnh các hạng mục còn đang dang dở, mở rộng cái quy mô hoặc là biến ước mơ trở thành hiện thực. Các bạn làm việc thì cũng không có nhiều cái áp lực, lại được sự đồng hành tương trợ của quý nhân. Đâm ra thì cái vận trình tài lộc nó cũng tăng tiến một cách vượt bậc. Nhờ đó mà cái trạng thái tinh thần của quý vị cũng được khởi sắc hơn nhiều. Nói chung ấy, lại thêm cái lưu niên lâm quan nó hỗ trợ nữa, đâm ra là con đường quan vận sự nghiệp là công việc cũng sẽ được hanh thông thuận lợi hơn. Tuy nhiên ấy, thì trong tháng vẫn còn cái lưu niên tiểu hao thì cũng cảnh báo phần nào quý vị phải để ý đến vận trình tiền bạc. Tốt nhất là có một cái kế hoạch chi tiêu cụ thể để gì giúp cho tiền, để ra tiền ngày một nhiều hơn. và tránh cái chuyện là thất thoát về tiền bạc. Vậy nên để được quý nhân tương trợ giúp đỡ và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc trong giai đoạn này, thì những người tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 nữ mạng, quý vị luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 nữ mạng quý vị nhé. Tiếp theo chúng ta xét đến tháng 11 âm lịch, nó là tháng Bính Tý đó. Trong tháng 11 âm lịch tháng Bính Tý này thì gặp cục diện là Mão gặp Tý, nó là hình tương hình đúng không? Nó là vô lễ chi hình. Vậy nên nó báo hiệu là cái vận trình trong cái tháng 11 âm lịch của những người tuổi Đinh Mão ấy có nhiều cái biến động theo cái chiều hướng tiêu cực đấy. Trong thời gian này quý vị sẽ phải đối mặt với khá nhiều cái vấn đề khó khăn trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Vì vậy quý vị hãy giữ cho mình một cái sự nhẫn nhịn đúng không ạ? Tâm phải quyết đoán và quý vị sẽ không nên xử lý mọi việc bằng cái cảm xúc mà nên sử dụng cái lý trí đó. Bên cạnh đó trong thời gian này thì quý vị dễ bị bị căng thẳng, bị stress, nên là quý vị hãy có những kế hoạch đấy, đi ra ngoài khỏi cái công ty, khỏi công việc để để cho đầu óc nó được thoải mái, tĩnh tâm, đặc biệt là đi đến những khu tâm linh như là đình đền, miếu phủ để để tìm lại cái sự tĩnh lặng trong cơ thể. Từ đó quý vị cũng sẽ có những cái nhìn nhận đúng đắn hơn về cuộc sống cũng như là về cái công việc đấy, và đưa ra quyết định đúng đắn, tránh phạm phải những cái sai lầm đáng tiếc. Bên cạnh đó chúng ta có Đinh mà gặp Bính thì nó là cái vận kiếp tài đó, bị cái kiếp tài lâm vận trong thời gian này. Vì thế mà cái vận trình tài lộc của những người tuổi Đinh Mão sẽ có nhiều cái sự bất ổn đấy. Những người tuổi Đinh Mão nữ mạng có thể gặp phải cái họa phá tài, hoặc là gặp phải cái chuyện là tiền bạc không cánh mà bay, tài vận thì cũng khó mà tích tụ được. Cái vấn đề tài chính khiến cho quý vị phải đau đầu, phải bận tâm đó. Nói chung ấy, bên cạnh đó thì cái địa chi Tý này nó lại ẩn tàng thiên can là Quý. Đinh mà gặp Quý nó là thất sát đấy, thì cái thất sát nó xuất hiện trong thời gian này nó cũng báo hiệu những cái khó khăn, những cái trắc trở trong công việc. Những người tuổi Đinh Mão cảm thấy là làm việc gì trong tháng này cũng dễ bị trì trệ, bị trì hoãn và khó có thể hoàn thành. Và đây cũng có trong cái tháng 11 âm lịch ấy, cũng có nhiều cái dấu hiệu nó cho thấy là gia chủ không giữ được cái phong thái làm việc của mình. Nhiều việc nó sẽ không đạt được cái mục tiêu nhất định. Tuy nhiên ấy, cái vận khí nó vẫn khá sáng với những người tuổi Đinh Mão khi mà quý vị có lưu niên Đế Vượng nhập mệnh, kèm theo đó là cái lưu niên Thanh Long đó. Nó cũng báo hiệu là nhiều cái tin tức cát lành cũng sẽ tìm đến, có quý nhân tương trợ giúp đỡ và cái vận khí nó cũng sẽ được hanh thông. Nếu như mà những người tuổi Quý Mão biết nhìn nhận, nắm bắt được cái cơ hội thì đây cũng là một cái thời điểm để cho quý vị gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình. Vì vậy, để được quý nhân tương trợ giúp đỡ cũng như là để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc thì những người tuổi Đinh Mão 1987 nữ mạng, quý vị luôn nhớ là mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để trợ vận hộ thân quý vị nhé. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến tháng 12 âm lịch, nó là tháng Đinh Sửu. Thì trong cái tháng 12 âm lịch tháng Đinh Sửu chúng ta có Đinh gặp Đinh thì nó là Tỷ Kiên đó. Cái Tỷ Kiên nó xuất hiện trong cái tháng cuối năm này nó cũng báo hiệu là thời gian này quý vị cũng cần phải chú ý cẩn thận hết sức trong mọi việc, vì luôn có kẻ tiểu nhân rình rập và ghen ghét đố kỵ với các bạn. Những người tuổi Đinh Mão sẽ có thể dễ gặp phải những cái khó khăn, những cái trở lực nhất định đó. Vì vậy là nếu như mà cái Tỷ Kiên này quý vị có góc nhìn tích cực thì quý vị cũng sẽ trở nên cẩn thận hơn, chỉn chu hơn trong công việc, từ đó cũng sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi. Thêm nữa, trong tháng này chúng ta có địa chi Sửu này ẩn tàng ba thiên can là Kỷ, Tân và Quý. Thì chúng ta có Đinh gặp Kỷ nó là thực thần đó. Đinh gặp Tân thì nó là cái vận thiên tài, và Đinh gặp Quý thì nó là thất sát. Như vậy là đầu tiên chúng ta xét Đinh mà gặp Kỷ nó thực thần nhé. Cái thực thần nó xuất hiện trong la số tử vi của những người tuổi Đinh Mão 1987 nữ mạng ấy, nó có báo hiệu là dù công việc có gặp trở ngại đến đâu đi chăng nữa đấy, thì cái tình hình tài chính của quý vị cũng sẽ có những cái tín hiệu đáng mừng. Cái thực thần nó mang đến những cái may mắn về vận trình tài lộc, giúp cho cái việc kiếm tiền của những người tuổi Đinh Mão nữ mạng trong thời gian này cũng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Đã đến lúc để cho những người tuổi Đinh Mão ấy, chuẩn bị tinh thần mà cầu tài cầu lộc cho mình. Cái thời điểm cuối năm ấy thì cái tiền bạc, cái tài lộc nó cũng sẽ gia tăng, do là đây là cái thời điểm mà cái nhu cầu buôn bán, nhu cầu trao đổi hàng hóa cũng sẽ diễn ra rất là tấp nập. Nhu cầu mua sắm, sắm Tết và để thể hiện bản thân cũng sẽ rất là cao. Vậy nên là gì? Đây là cái thời điểm thu hút cái tài lộc. Lại thêm duyệt đinh gặp tân, nó là cái thiên tài nữa. Vậy nên là nó cũng sẽ mở ra những cái cơ hội kiếm tiền, mở ra cái cơ hội làm giàu, khẳng định được cái vị thế bản thân của những người tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 nữ mạng. Vì vậy, quý vị đừng có quản ngại gì cả, hãy cố gắng xông xáo hết mình thì quý vị cũng sẽ có được những cái may mắn đến với mình nhé. Bên cạnh đó thì chúng ta có đinh mà gặp quý nó là thất sát. Tuy nhiên ấy, thì cái may mắn bao giờ nó cũng kèm theo cái sự là đánh đổi. Và trong thời gian này, nếu như mà những người tuổi Đinh Mão nữ mạng mà không cẩn thận rất dễ bị cái thất sát, cái thiên quan nó chiếu mệnh. Và đặc biệt là những người làm quản lý, những người làm quan chức hay là những người làm lãnh đạo ấy cũng sẽ gặp khá nhiều cái trắc trở đấy. Đặc biệt là quý vị cần phải chú ý đến cái hạn tiểu nhân nhé. Thêm nữa trong tháng này thì quý vị có lưu niên kình dương. Kình dương và cái lưu niên suy thì nó có báo hiệu là cái vận khí nó bị suy giảm. Đã, và quý vị cũng sẽ gặp khá nhiều khó khăn. Tuy nhiên thì chúng ta có lưu niên lực sĩ, nó báo hiệu là sức khỏe tốt này. Lại thêm cái thiên đức và cái phúc đích, nó báo hiệu là gia đạo bình an, các mối quan hệ thì hài hòa. Đâm ra là trong thời gian này, nói chung là tiền bạc cũng ổn này, tài lộc thì cũng được hanh thông sông sinh này. Và công việc cuối năm ấy, thì phần lương, phần thưởng đấy là cái điều không thể thiếu. Vì vậy mà nó cũng sẽ giúp cho cái vận trình của những người tuổi Đinh Mão 1987 được hanh thông thuận lợi hơn đó. Vậy nên là gì? Để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc và bảo vệ những cái thành quả lao động của mình thì những người tuổi Đinh Mão hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ vận hộ thân quý vị nhé. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về vận số tử vi của những người tuổi Đinh Mão 1987 nữ mạng trong 6 tháng cuối năm 2024 năm Giáp Thìn. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.